Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin cập nhật về giá sầu riêng mới nhất hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa các bạn, giá sầu riêng hôm nay ngày 17 tháng 1, giá sầu riêng đồng loạt tăng với các chủng loại. Sầu riêng D6 đẹp tại khu vực miền Tây Nam Bộ được thu mua ở mức cao nhất là 106.000 đồng 1 kg tại vườn. Trong khi đó, sầu riêng Thái đẹp cao nhất là 160.000 đồng 1 kg được các thương lái thu mua tại vườn. Sầu riêng Thái ghi nhận ở mức cao nhất là 160.000 đồng 1 kg. So với phiên trước, giá sầu riêng tăng 5.000 đến 7.000 đồng trên 1 kg. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý bà con và các bạn, cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay ngày 17 tháng 1, đồng loạt tăng cao với các chủng loại. Giá sầu riêng hôm nay 17 tháng 1 năm 2024 tại thị trường trong nước bật tăng mạnh với chủng loại sầu Thái, lẫn sầu Ri 6. Hiện tại, giá sầu riêng Ri 6 đẹp tại khu vực miền Tây Nam Bộ đang được áp dụng mức giá là 106.000 đồng trên kg. Theo ghi nhận, giá sầu riêng Thái đẹp cao nhất đã tăng lên mức 160.000 đồng trên kg. Cụ thể, giá sầu riêng tại vườn hôm nay, sầu riêng Ri 6 ở mức 85.000 tới 106.000 đồng trên kg, giá sầu riêng Thái ở mức 137.000 tới 160.000 đồng trên kg, sầu riêng Musang King giữ mức 160.000 tới 190.000 đồng trên kg. Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam Bộ, chùm sầu riêng Ri 6 đẹp và sầu riêng Ri 6 xô đạt 90.000 tới 106.000 đồng trên kg. Sầu riêng Ri 6 đẹp đứng ở mức 104.000 tới 106.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái đẹp ở mức 157.000 tới 160.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái xô ở mức 140.000 tới 142.000 đồng trên kg. Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam Bộ, giá sầu riêng Ri 6 đẹp và sầu riêng Ri 6 xô có mức giá thương lái thu mua 85.000 tới 105.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái đẹp ở mức 155.000 tới 157.000 đồng trên kg, trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 137.000 tới 140.000 đồng trên kg. Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên, giá sầu riêng Ri 6 đẹp và sầu riêng Ri 6 xô ở mức giá thương lái mua 85.000 tới 105.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái đẹp có mức 155.000 tới 157.000 đồng trên kg, trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 137.000 tới 140.000 đồng trên kg. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các mặt hàng rau quả Việt ngày càng rộng cửa xuất khẩu. Nhà chức trách đang đàm phán mở cửa thị trường chanh leo Mỹ, Australia, bưởi sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, sầu riêng sang Ấn Độ, các loại quả có múi, dừa, sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc. Trước những tín hiệu tích cực trên, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, cơ hội xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc nói riêng và các thị trường khác nói chung còn rất lớn. Đặc biệt, các quốc gia trồng loại trái cây này chỉ thu theo mùa vụ, trong khi nước ta được thu quanh năm. Đây chính là thế độc quyền của sầu riêng Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, RCEP, đi vào thực thi giúp vận tải biên giới thuận lợi hơn. Do đó, việc Việt Nam tăng cường xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Từ đó, sầu riêng Việt Nam có giá thành cạnh tranh hơn so với các sản phẩm cùng loại của Thái Lan. Năm 2023, kim ngạch sầu riêng của nước ta ước đạt 2,3 tỷ USD. Sang năm 2024, sản lượng sầu tăng cao, được cấp thêm nhiều mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu, thì kim ngạch có thể đạt khoảng 3,5 tỷ USD, ông Đặng Phúc Nguyên dự báo. Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, để mở rộng thị trường xuất khẩu cho sầu riêng Việt Nam, không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới, sầu riêng Việt Nam cần tập trung nâng cao chất lượng sầu riêng, tập trung vào các khâu bảo quản, sơ chế, chế biến để gia tăng giá trị. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cập nhật những thông tin trong bản tin của chúng tôi hôm nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.